Dạ Vũ, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Sáng hôm nay hai chồng Vũ đi tập thể dục. Đi tập ở trong sân vận động. Thời gian qua, trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Vũ Quang đã đứng ra vận động chị em phụ nữ đóng góp một phần công sức của mình để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Từ ngày 20/7/2021 đến nay, tổ hậu cần của chị Phạm Thị Quang thường xuyên nấu các suất ăn. Đây là cái chỗ tập kết hàng hóa bốc xếp ở đây nha các bạn. Đây là cái chỗ để trình giấy. Đây là địa điểm tập kết bốc xếp hàng hóa. Đây là chỗ trung tâm thể dục thể thao đa năng Hùng Phát nè. Ở đây có quán cà phê, có nguyên một dàn rau muống biển lên trước, rất là đẹp không các bạn. Hôm nay là ngày 16/9/2021 nha các bạn. Thì ở Bình Đại thực hiện chỉ thị 15 thì cũng nói cũng dễ hơn chỉ thị 16. Thì bà con cũng buôn bán trở lại, nhưng mà các quán ăn đồ bán đem về nha các bạn. Đây là mấy tay tái Vũ, là quán cháo vịt của chị Thủy nè. Đây đi chút xíu nữa là trường học Lê Hoàng Chiếu. Hôm nay chồng Vũ đi về ngã đường này là đường Mậu Thanh. Đây có cái chốt bảo vệ vùng xanh. Ở đây thì ấp Bình Hòa của thị trấn Bình Đại. Thì đâu này có quán vườn sầu nha các bạn. Ở đây là ngay chỗ quán cháo của chị gái. Ở đây có nhà trọ Quy Cường. Đây Vũ quay phim thành ra Vũ đi phải chậm. Cái đi lẹ là nó trao với nó.
có cái nhà cũng đẹp mà. Đó. Đây thì có mai áo dài, chỗ này là chỗ khô gừng, mai áo dài. Đây là chỗ này là chỗ nhà anh Thế, nhà chị Kim. Đây là nhà trọ Phát Đạt thì các bạn. Ấp Bình Hòa thì chắc Bình Đại. Đây có chỗ làm nhôm. Đây có nhà trọ Hải Nam, Hoàng Nam. Đây có quán vườn sồi nha các bạn, lẩu gà nồi. Đây quán bán đồ ăn rất là ngon, giá cũng bình dân nha các bạn. Các bạn có đến đây ghé quán vườn sồi ăn ủng hộ nha các bạn. Lẩu gà nồi. Vũ hai vợ chồng sáng đi mấy cái đường trong này nó không có người. Chó nó nằm ngoài đường nhóc hết ta. Ở đây thì có miễu cây me nha các bạn. Ở đây có cái dàn mướp quá đã luôn rồi các bạn. Dàn mướp mới trồng. Nó chuẩn bị bò lên. Trời ơi. Làm cái dàn mướp chắc chắn. Đó. Ở đây là miễu cây quéo. Vũ xin lỗi nãy nói lộn. Miễu cây quéo chứ không phải miễu cây me. Miễu cây me là ở dưới xã Thạnh Phước á. Nhiều con chó nó nằm ngoài đường mình đi nó không sủa mà ở trong nhà mà nó sủa ra. Ở trước mặt Vũ là chùa Đông Phước nha các bạn. Thì mé bên tay phải của Vũ là có con đường. Ủa xin lỗi mé bên tay trái là các bạn đi tả lợi vô ngay sân vận động ngay đầu đường nãy Vũ đi á. Các bệnh do vi khuẩn gây ra, như sốt huyết do vi khuẩn, Aeromonas, SBB,
xúc huyết và lồi mắt do vi khuẩn Streptococcus. Đường đó là loại sân vận động. Khi cá nhiễm bệnh, là đường nó mới mở sau này nha các bạn, chưa có đặt tên con đường. Ăn hay bỏ ăn, mắt cá lùi, bơi không định hướng, gãy dựng lên. Chùa Đông Phước. Vì sao trách cuộc gốc dây xúc huyết mất nước, kèm theo đó là các triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh như các vết lở loét trên thân, hậu môn viêm đỏ có dịch chảy ra, ruột xúc huyết, gan tụ máu. Các bệnh này xuất hiện quanh năm trên hầu hết các giai đoạn phát triển của cá, đặc biệt vào các giai đoạn thời tiết chuyển mùa, đi vào mùa ngoài đường cũng sủa. Môi trường sống của cá thường xuyên bị xáo trộn, làm giảm sức đề kháng của cá. Đây là cá dễ bị nhiễm bệnh. Trước của chùa Đông Phước nha các bạn. Kỹ sư Trần Dương Liên, chi cục chăn nuôi và thú y Bến Tre lưu ý với bà con một số tín hiệu như sau: đặt lồng nuôi ở nơi thông thoáng, có dòng nước luôn lưu thông, đảm bảo được các thông số về dòng chảy, độ sâu. Nếu môi trường nước có các yếu tố kỹ lưỡng thì có thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cá. Đây là lạc viên quán của chùa Đông Phước. Này có căn nhà màu trắng đẹp đó các bạn. Bên trước có trồng hai bụi trúc. Đây là trường trung học cơ sở Lê Hoàng Chiếu nha các bạn. Thì cái trường này hổm là làm khu cách ly nè, mà hôm nay đã hoàn thành xong cách ly rồi, không có còn làm chỗ cách ly nữa. Đáng lẽ là không có bị dịch thì học sinh giờ đã học rồi nha các bạn, nhưng mà lý do dịch này thành ra học sinh giờ học online chứ không có tới trường học nữa. Thì đối diện ở trường qua thì có mấy cái nhà ở đây là bán giải khát cho học sinh nè các bạn. Đây có sân bóng đá cỏ nhân tạo nha các bạn, hoàng hôn. Đây là cái cổng phụ của trường. Đây là đường vô sân bóng nằm tuốt ở trong nha các bạn. Ở đây có chốt đèn xanh đèn đỏ. Ở đây có
chỗ này là bán văn phòng phẩm cho học sinh nè. Ở đây là cái quán súp của chị thầy nè. Chị thầy bán cho học sinh đây rất là lâu nha các bạn. Đã cũng khoảng mười mấy năm á. Bán rất là ngon. Rồi học sinh đi học là ghé đó ăn sáng. Đây thì cái ngã tư, nếu các bạn rẽ phải thì đi về ngay chỗ nhà hát cũ, còn đi thẳng đó là ra ngã tư ra cảng, còn quẹo trái là đi lên chỗ quán chú Sáu Kiển. Rồi vợ của Vũ đi về ngã đó nè, đi về tuốt rồi. Đây là đường lại quán Sáu Kiển. Đây là đường này là đường Lê Hoàng Chiếu. Ở đây có bán cam, bán dừa, bán chuối nha. Ở đây là chỗ nhà anh Thái đồng hồ, chỗ nhà anh Giang hồi trước. Mà có cách lên cái nhà thiệt là bự nha. Còn mé bên đây là dãy nhà tập thể của ngân hàng. Ngôi nhà rất là đẹp luôn, cái nền rất là cao luôn nha các bạn. Đây nhìn lại ngã tư đèn xanh đèn đỏ nè. Ở đây có quán mái lá nha các bạn, chuyên phục vụ các món nhậu bình dân. Thì hôm nay bán mang về nha các bạn. Đây có số điện thoại nè các bạn. Thì quán này đây là có bán heo sữa rất là ngon nè các bạn. Hôm trước dịch thì các bạn mua lẻ cũng có, rồi các bạn đặt nguyên con cũng có. Rồi, kế bên cái quán mái lá là có Kim Ngân. Chỗ này là chỗ Thế Giới Tóc Nam, là chỗ cắt tóc nha các bạn. Vũ đi sức mồ hôi. Đây là có cái chỗ bún bò Huế này cũng rất là ngon nha các bạn, nhưng mà nay chưa có bán lại. Bún bò Huế với phở bò.
Đây đi thẳng là ra ngã tư đường ra cảng. Ở đây chỗ tiệm tiện Thuận Thành. Rồi tới chút xíu nữa là có ngân hàng Kiên Long. Để Vũ quay cho các bạn xem ở đây có cái miễu, có cái cây bồ đề rất là lớn luôn nè các bạn. Kế bên cây bồ đề đây là có chỗ làm tóc. Đây là chỗ anh Tiến rửa xe. Đây có chỗ bán yến Kiều Chinh. Đây lò bánh mì Nguyễn Hoàng. Đây là ngân hàng Kim Long. Đây là chỗ quán cơm chị Hà mà bán mang về nha các bạn. Rồi kế bên đây là quán bánh canh Ba Trụ nè. Đây mấy tay tái Vũ là đường ra quán phở Thúy An. Dạ. Bãi kêu trong quán bánh canh kêu thôi Vũ đi về. Đây đường này là hồi trước Vũ nhớ mấy chục năm về trước là cũng có bán gạo hay gì đây nè các bạn. Lâu lắm rồi. Bán lúa bán gạo. Rồi kế bên đây có tiệm sửa xe Bảy Thi nè. Đường này là đường Trần Hoàng Vũ. Còn đối diện qua đây là Vũ nghe nói hồi trước là nhà đèn cũ hồi trước. Đây đại lý với số Dũng. Đây là nhà anh Thế. Kế bên là nhà chị Hằng. Đây là chỗ ATM của ngân hàng.
đối diện qua là ngân hàng. Sáng mặt trời vừa lên rất là đẹp luôn các bạn. Đây là ngân hàng Agribank. Đây là đường Cách Mạng Tháng 8, đường qua mấy bên chợ cá. Ở đây thì có mấy cái quầy bán tạp hóa nè các bạn. Ở đầu chợ Bách Hóa của Bình Đệ. Đường này là vô nhà lồng. Giờ chưa có mở cửa, đường vô bán quần áo, bán vải đâu các bạn. Đây là cái huyện ủy cũ hồi trước, giờ là phòng lao động và thương binh xã hội các bạn. Ở kế bên là ngân hàng. Đây là nhà của chú Chính Hiệp hồi trước nè. Ngay đầu đường. Đường này đi vô miễu Bò Khoai nha các bạn. Ngay chỗ cây me tây đó là ngay miễu. Ở đây là chỗ nhà chú Ba Kiếm nè. Kế bên là chỗ quán chị Cho, rồi chỗ nhà Bích Hà. Vũ đi dài về. Đây là chỗ tiệm chụp hình cảnh tiên nè. Đây áo dài Lê Phong. Xe đạp điện 9D. Đây là tiệm Miley Boy. Đây là tiệm tạp hóa Sáu Cẩm. Ngay đường đây là lại ngay tòa án cũ. Đây là lại đây có quán cháo chị Dung nè. Đây là chốt ngã tư đèn xanh đèn đỏ Hàng Cồng nha các bạn. Thì cái chốt đèn này là các bạn đi ngang đây cẩn thận, không được rẽ phải nha các bạn. Tại vì cái chốt đèn nào mà có để cái bảng mà cho phép rẽ phải thì các bạn mới rẽ nha. Đây là nha khoa Việt Mỹ. Bữa Nguyên nó bán đây, nay nó dời lại đằng kia. Thank you.
đây là ngã tư xóm nhà Vũ nha các bạn. Hướng này là hướng vô sân vận động. Hướng này là dưới hàng còng đi lên. Đây là chỗ nguyên nay nó dời lại đây các bạn. Đây là chỗ tà sữa 175, tà sữa các loại bánh nha các bạn. Đây là điểm chụp hình. Đây là chỗ Nam Hưng các bạn. Chỗ Nam Hưng đối diện qua là có lò bánh mì nha các bạn. Đường này là quẹo xuống Thạnh Phước nha các bạn. Ở đây có trung tâm Heo, rồi có nhà thờ Tin Lành. Ở đây là có chỗ bác sĩ Hiếu. Ở đây là đường lên chợ Bình Đại. Đây là đầu đường vô chỗ nhà của Vũ, là đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây là điểm nét nè. Nam Hưng, áo cưới xung hoài, trà sữa 175. Tủ của Nguyên này lò bánh mì tài trợ cắt kiến sửa lại rồi. Ừ, cắt kiến này đẹp rồi ha. Đó là tiệm neo lon nha các bạn. Không có xe mình đi qua luôn.
hồi Vũ về tới nhà nha các bạn. Hồi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi sáng vui vẻ nha.